Xin chào các bạn. Hạt lanh Canada được thu hoạch từ cây lanh. Hạt lanh là một loại cây lâu đời được trồng ở Canada và Tây Bắc Hoa Kỳ. Hạt lanh đã và đang trở nên rất là phổ biến trên toàn thế giới bởi đây là loại hạt rất tốt cho sức khỏe. Hạt nhỏ màu nâu chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, chống lại một số bệnh như tiểu đường, giảm táo bón, rất hiệu quả. Nếu bạn chưa biết hết về công dụng và cách sử dụng của hạt lanh Canada như thế nào thì đừng bỏ qua video sau đây nhé. Hạt lanh thường được dùng để ép dầu, lấy sợi dệt vải. Đó là lý do tại sao nhiều người biết đến chúng với cái tên dầu hạt lanh và sợi lanh. Ngoài ra, hạt còn được dùng trong nấu ăn và làm thuốc. Thành phần của hạt lanh bao gồm protein, axit béo omega 3, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Đặc biệt, các hợp chất từ thực vật rất tốt cho cơ thể con người. Công dụng của hạt lanh Canada đem lại: do hàm lượng chất xơ cao trong hạt lanh giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm cholesterol, cung cấp axit béo thiết yếu phòng ngừa bệnh tim mạch, tăng cường sức khỏe và làn da với hàm lượng vitamin B6, kẽm, sắt, phòng ngừa và giảm nguy cơ ung thư. Hạt lanh rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường, trong đó có axit béo omega 3 rất cần thiết cho việc sản xuất màng tế bào đàn hồi, hoạt động như một bộ lọc không khí, loại bỏ các chất độc hại để cơ thể có thể tiếp tục hoạt động, nhận được các chất dinh dưỡng bạn cần cung cấp. Hạt lanh giúp đưa một lượng magie vào cơ thể, giúp hạ huyết áp, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ ở bệnh nhân tiểu đường. Hạt lanh có tác dụng giảm cân hiệu quả đối với nhiều người trong quá trình giảm béo. Việc sử dụng hạt lanh giúp hỗ trợ giải độc đường ruột. Thêm hạt lanh vào bữa ăn giúp giảm cảm giác đói, giảm cảm giác thèm ăn. Cách sử dụng hạt lanh Canada: rang chín hạt lanh và thưởng thức như khi dùng gạo lúc rang. Rang và nghiền hạt lanh thành bột mịn để làm hương liệu hoặc trang trí cho đồ ăn và đồ uống. Nghiền thô hạt lanh và thêm vào bánh ngọt, bánh mì, canh hạt súp. Xay hạt lanh đã rang và xay thành sinh tố, trộn với sữa chua và mật ong để dùng trực tiếp, hoặc là phối hợp với yến mạch để nấu cháo. Bột hạt lanh xay có thể được thêm vào các công thức nấu ăn thành năng lượng hoặc granola. Để tìm hiểu thêm về hạt lanh Canada cũng như thảo dược khác, bạn có thể vào website của Thảo Dược Thanh Bình. Trên màn hình là hạt lanh Canada khô. Nếu bạn quan tâm sản phẩm, bạn có thể gọi ngay hotline để được tư vấn miễn phí hoặc đặt mua sản phẩm. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay, bổ ích, hãy like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để xem nhiều video khác bổ ích hơn nhé.